wireframe trên mental ray. Bình thường chúng ta render sử dụng cái mental ray ra được như này. À, nhưng bây giờ nếu như chúng ta muốn làm show cây, chúng ta muốn show cái lưới của cái đối tượng này ra, chúng ta phải chuyển nó về dạng nhìn thấy cái wireframe của nó. Thì bình thường ở trong Maya thì chúng ta có thể nhìn thấy lưới của đối tượng. Đó. Thì làm sao để render ra được cũng được cái chất lượng lưới như này thì chúng ta cần thứ nhất là chọn tất cả đối tượng này, chuyển về hard view ấn 1 này để nhìn thấy toàn bộ cái phần lưới của nó. Ok, và trong phần render setting nhớ render using mental ray, trong phần features nhấn vào contour, nhấn vào enable contour rendering. Để chất lượng cái wireframe nó tăng lên thì chúng ta cần tăng nó lên ok 2 hoặc 3 cho nó to, cho chất lượng tốt hẳn. Và draw by property difference thì chúng ta sẽ check vào cái around all polyface. Đó, để nó hiện toàn bộ lưới. Rồi. Và sau đó thì chúng ta chọn toàn bộ đối tượng. Và material attribute, bởi vì ở đây nó cùng một chất liệu, tốt nhất là nó lên, nó nên là cùng một chất liệu để chúng ta đỡ phải đi chỉnh lại nhiều. Thì trong phần internal shading, hoặc nếu như các bạn không tìm thấy cái internal shading này, tìm thấy những cái chất liệu nào mà có chữ SG ở đó, nhấn vào tab này. Rồi trong phần mental ray có cái tab contour này, nhấn vào enable contour rendering. Thì chúng ta muốn render ra lưới màu gì, chúng ta sẽ chọn vào color màu đó. À, chọn vào reality width và chuyển độ dày nó về chấm 0.5. Và khi đó thì chúng ta sẽ render ra được kết quả như thế này. À, thì cái này nếu mà các bạn xếp ra PNG chẳng hạn, thì nó sẽ giữ được hoàn toàn cái phần ảnh trong, phần transparent. Và cái việc này thì nó sẽ giúp cho các bạn render được phần wireframe đấy cho vào phần project book hay là portfolio hay là cho vào showreel. Trong trường hợp nếu như chúng ta muốn chất liệu nó màu sáng và đối tượng màu tối thì chúng ta có thể tăng sáng. Và nhớ khi mà tăng sáng ở đây thì để mà nó đỡ bị khoảng đen ở dưới vùng tối thì chúng ta tăng phần ambient lên. Và phần internal shading thì chúng ta chuyển về màu tối cái đèn. Done. Ok. Đó, thì rất đơn giản, đó là cái cách mà render ra wireframe.